thúc đi. Muốn nói gì đây? Mình rất thích bạn, là bạn gái của mình nha. Sao? Tức cười. Bạn không biết mình nên mới nói vậy. Người bạn trai của mình phải do mình lựa. À, vậy hả? Xin lỗi nha. Từ đây là bạn trai mình nha. Mình lựa bạn rồi. Thank you.